Đó là một cái cuộc chiến nảy lửa, một cái cuộc chiến tương tàn giữa hai tay đua. Hello, chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video mới nhất của mình về MotoGP. Xung quanh mình là một cái quang cảnh rất là bình yên, rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Như vậy là sau bao ngày ở trong nhà thì cuối cùng mình cũng được chạy ra cái chốn cũ của mình ha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái câu chuyện giữa Fabio Quartararo và Marc Marquez. Vâng, năm 2022 sẽ là một cái mùa giải cực kỳ bốc lửa, một cái mùa giải cực kỳ máu chiến giữa hai cái tay đua này, theo dự đoán của mình là như vậy. Tại vì sao? Các bạn biết là ở cái chặng đua America's GP cuối tuần vừa rồi, đây là một cái chặng đua mang tính quyết định. Cái quyết định này nó nằm ở hai chỗ. Cái thứ nhất là chúng ta đã gần như, mình xin nhắc lại là chúng ta đã gần như xác định được nhà vô địch của mùa giải MotoGP năm 2021. Trừ khi thảm họa xảy ra thì Fabio Quartararo mới để tuột mất cái chức vô địch mà anh ấy đã đi tìm từ cái mùa 2019 cho đến bây giờ. Và cái yếu tố quyết định thứ hai đó là chúng ta chứng kiến cái sự trở lại của tay đua 8 lần vô địch thế giới Marc Marquez. Và chúng ta, cho dù là Marc Marquez nói là chưa có được cái cảm giác tốt nhất khi mà cầm lái chiếc RC213V, nhưng mà chúng ta cũng không nên quá tin vào những cái lời nói của Marc Marquez. Marc Marquez đang tung hỏa mù với đối thủ để mà trở lại hoành tráng vào năm 2022. Rồi, mùa giải năm 2021 là một cái mùa giải hết sức ấn tượng của Fabio Quartararo. Chúng ta không thể nào đánh giá thấp cái thành tích của Quartararo mùa giải năm nay được. Mùa giải năm nay thì tính tới cái thời điểm hết cái chặng America's GP thì Quartararo đã có 5 chiến thắng và 5-6 lần đứng ở trên bục trao giải, và cái khoảng cách với cái tay đua thứ hai bây giờ là 52 điểm, tương đương với hai chặng đua đó các bạn. Và đây là một cái khoảng cách là mình xin nhắc lại là trừ khi mà thảm họa xảy ra thôi thì Quartararo mới để tuột mất cái chức vô địch thế giới. Vào năm 2020 dường như là chúng ta đã có những cái cuộc chiến giữa tay đua số 20 và tay đua số 93. Nhưng mà cái mùa giải năm 2020 là một cái mùa giải đáng quên của Marc Marquez khi mà anh ấy bị chấn thương ở cái chặng Jerez đó. Quay lại một xíu vào năm 2019, chúng ta thấy là cái mùa giải 2019 là cái mùa giải đầu tiên mà Quartararo lên thi đấu ở MotoGP. Và lúc đó cho dù cầm một cái chiếc xe Yamaha cũ kỹ, nhưng mà ở một số chặng Quartararo đã cạnh tranh sòng phẳng, cạnh tranh tay đôi không hề sợ hãi với Marc Marquez. Và các bạn cũng đừng quên là năm 2019 là một cái mùa giải cực kỳ bùng nổ của tay đua số 93 người Tây Ban Nha. Anh ấy giành chiến thắng với cái số điểm rất cao và gieo cái hoang mang, gieo cái nỗi sợ cho các cái tay đua còn lại ở MotoGP. Nhưng mà Fabio Quartararo cũng không hề nao núng, không hề sợ hãi, vẫn tung ra, vẫn học hỏi những cái đòn, những cái thế mà Marc Marquez đã thể hiện ở trên trường đua. Đến năm 2020 thì cái yếu tố tâm lý nó ảnh hưởng đến Quartararo rất là nhiều. Cho dù cái mùa giải năm ngoái là một cái mùa giải khá là ổn khi mà bắt đầu, nhưng mà từ cái giai đoạn 2 của mùa giải thì Quartararo dần mất đi những cái thế mạnh của mình. Và mùa giải năm 2020 thì các bạn thấy là nó bị ảnh hưởng bởi Covid, rồi Marc Marquez bị chấn thương, rồi đó. Thì đó là một cái mùa giải bị rút ngắn, chỉ còn 13-14 chặng gì ha. Rồi đến mùa giải năm 2021 thì chúng ta thấy là Marc Marquez thực hiện một cái nỗ lực hết sức là tuyệt vời để mà quay trở lại. Rồi Quartararo cũng ổn định hơn về tâm lý này. Và chúng ta nhiều khi nghĩ là hết mùa hè đi thì Quartararo sẽ suy giảm phong độ, nhưng mà không phải như vậy. Càng ngày Fabio Quartararo càng chững chạc, càng ngày anh ấy càng cho thấy mình là một cái tay đua chín chắn, trưởng thành, biết nghĩ về đường dài chứ không nghĩ về những cái chiến thắng 1-2 nữa, mà anh ấy nghĩ về cái chặng đường xa hơn. Mùa giải là kéo dài tới 18-19 chặng, 18 chặng, mùa giải này là 18 chặng. Thì đó là một cái chặng đường rất là dài các bạn ạ. Mà không biết cái chuyện gì nó có thể xảy ra cả. Một cái chấn thương thôi thì một cái tay đua có thể nghỉ từ 2 cho đến 3 chặng là hết sức là bình thường. Cho nên là cái mùa giải này là một cái mùa giải
cẩn thận, một cái mùa giải có tính toán, một cái mùa giải thi đấu rất là hay như các bạn, tính toán nhưng mà thi đấu rất là hay. Nếu mà các bạn so chiếc Yamaha M1 so với những cái chiếc xe khác ở trên MotoGP á, thì các bạn thấy là M1 á, thua thiệt khá nhiều về tốc độ tối đa, cái chuyện này thì ai cũng biết rồi. Cho nên là chúng ta thấy là cái cách mà Fabio Quartararo lấy hết được cái sức mạnh của chiếc M1, tận dụng hết cái thế mạnh của nó để mà dẫn đầu bảng tổng sắp bây giờ là một cái nỗ lực tuyệt vời đối của chàng trai trẻ người Pháp. Mùa 2022 á, thì Honda sẽ trình làng chiếc RC213V phiên bản mới. Mình không biết là có đặt tên là 214V hay không nữa. Nhưng mà cái chiếc xe phiên bản năm 2022 của Honda là một cái chiếc xe thay đổi hoàn toàn. Ngay cả Marquez cũng thừa nhận luôn, đây là cái thay đổi lớn nhất kể từ khi mà tôi gia nhập Honda đó. Cho nên là cái chiếc xe 2022 hứa hẹn là một cái vũ khí cực mạnh dành cho Marquez và các cái tay đua Honda khác. Do đó là rất là khó để mà Quartararo có thể bảo vệ được cái vương miện ở mùa giải năm 2022 khi mà Marquez đang dần trở lại này. Chúng ta thấy là chúng ta thấy là mùa 2022 bắt đầu từ tháng 3, cho nên là từ đây cho đến bây giờ thì Marquez có rất là nhiều thời gian để mà hồi phục cái chấn thương tay rồi chấn thương vai và có được một cái chiếc xe hoàn toàn mới, một cái vũ khí hoàn toàn mới để mà cạnh tranh với các cái tay đua khác. Quartararo sẽ còn rất là nhiều việc phải làm nếu muốn bảo vệ cái chức vô địch thế giới của mình. Đó. Mình xin nhắc lại là trừ khi mà thảm họa xảy ra thì Quartararo mới không có giành được chức vô địch thế giới thôi. Còn bây giờ hiện tại thì các bạn thấy là Quartararo gần như là đã nắm gọi là hơn một tay vào cái chức vô địch thế giới rồi. Bagnaia thì rất là khó khăn để mà có thể là san bằng cái khoảng cách 52 điểm khi mà chỉ còn 3 chặng đua nữa là kết thúc mùa giải rồi. Một cái nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với tay đua của Ducati. Cho dù là anh ấy đã cố gắng rất là nhiều, cho dù có những cái vụ chạy không có thành công, nhưng mà với cái sự bám đuổi như vậy là chúng ta cũng 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 thấy là cái nỗ lực của Bagnaia. Rồi quay lại cái câu chuyện giữa Quartararo và Marquez thì mình tin là năm 2022 á, sẽ là một cái cuộc chiến nảy lửa, một cái cuộc chiến tàn khốc, một cái cuộc chiến là huynh đệ tương tàn giữa Quartararo và Marquez, tại vì hai cái tay đua này đều là hai người em trai của mình cả, cho nên là huynh đệ tương tàn là như vậy đó. Cho nên là mình phải rất là mất công để mà giảng hòa hai cái tay đua này. Nói chung cứ ra sân thì ai chạy tốt hơn thì người đó giành chiến thắng thôi, nhưng mà có chuyện gì thì cứ về nhà đóng cửa bảo nhau ha. Thì đó là cái nhận định, cái suy nghĩ của mình về cái mùa giải năm 2022. Mùa giải năm nay thì cũng đã gần gần hạ màn rồi. Cuối tháng 10 thì chúng ta có một cái chặng ở Misano, rồi ở Portimao, Bồ Đào Nha, và cuối cùng hạ màn ở ở Valencia, Tây Ban Nha. Và mình tin á, là Quartararo sẽ chốt hạ cái chức vô địch thế giới ở cái chặng Misano. Đó, mình tin là Quartararo sẽ làm được cái chuyện đó, và còn hai chặng cuối của mùa giải để có thể thoải mái hơn, để có thể test chiếc M1 năm 2022, cũng là một cái vũ khí để mà đấu với Marquez trong mùa giải sang năm. Marquez là tuyệt vời các bạn à, phải nói là cái trường đua COTA đó, Circuit of the America hôm cuối tuần vừa rồi là một cái trường đua khủng khiếp, một cái trường đua kinh khủng. Nếu các bạn theo dõi những cái bài phỏng vấn của các cái tay đua thì các bạn sẽ nghe họ than phiền rất là nhiều. Họ than đủ thứ hết á, nhưng mà mình không thấy Marquez than vãn bất cứ điều gì về cái trường đua này. Tại vì á, đó là cái điều mà Marquez thích, tức là lái chiếc RC213V một cách là tưng 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 như vậy, khó diễn tả lắm các bạn. Tức là những cái chuyển động, những cái rung lắc, những cái phản hồi đó thì Marquez hiểu rất rõ về chiếc xe của mình. Và trên cái đường chạy Circuit of the America thì Marquez tìm ra được cái đường chạy, cái line chạy, cái racing line tốt nhất cho mình. Và đặc biệt là khi Marquez đã dẫn đầu rồi thì rất khó để mà các cái đua khác có thể bám đuổi ở cái trường đua này. Rồi, đó là cái nhận định về mùa giải năm 2022 của mình giữa Quartararo và Marc Marquez. Đó là một cái cuộc chiến nảy lửa, một cái cuộc chiến tương tàn giữa hai tay đua. Một tay đua sẽ cố gắng là bảo vệ cái chức vô địch thế giới rất là khó kiếm ở mùa giải năm nay, đó là Quartararo, và một cái tay đua khát khao tìm lại được cái vinh quang của mình
sau hai mùa giải thất bại ha. Đó đó là cái mùa giải năm 2022. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái chú ngựa ô nữa, nhưng mà chuyện đó thì mình sẽ nói sau. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt, và các bạn đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký subscribe để theo dõi những cái video mới nhất của mình về MotoGP và các cái chủ đề liên quan đến mô tô xe máy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.